ai cũng phải dùng Sony thôi, đấy là câu thần chú của những anh em dùng Sony. Và mình không phải ngoại lệ. Và mặc dù xuất phát điểm là người dùng Canon, nhưng mà hiện tại đầu năm nay thì mình đã quyết định đổi sang Sony, đổi hệ đấy. Và lựa chọn của mình đó là chiếc Sony A73. Đầu tiên là về những điểm mình thích trên chiếc Sony A73 này. Nhỏ nhẹ là một điều khác biệt khi mình chuyển sang từ một chiếc DSLR sang một chiếc máy ảnh mirrorless. Từ đó mình có thể mang vác cực kỳ thoải mái. Ngoại hình đẹp, góc cạnh làm từ hợp kim magie biến Sony A73 thành một chiếc máy ảnh cực kỳ bền bỉ. Tuy nhỏ gọn nhưng các setup nút đầy đủ, đặc biệt khi trên A73 được trang bị nút joystick. Trong quá trình chụp đây là nút mình sử dụng nhiều nhất và có đến 4 nút phụ để custom chức năng sử dụng nhanh trong cả quay và chụp. Khác với chiếc 503 mình từng sử dụng thì A73 có một màn hình lực ra ngoài. Góc cao, góc thấp, góc khó cũng phần nào đã được giải quyết khi mình lật màn hình của chiếc Sony A73. Để mà có thể kết nối với Sony A73 thì có đầy đủ các cổng như mic, cổng tai nghe, cổng mini HDMI, một cổng tai C và một cổng multi. Cổng mic và cổng tai nghe thì chúng ta đều luôn sử dụng rồi. Còn cổng tai C dạo này mình hay sử dụng để kết nối trực tiếp với gimbal. Không chỉ một mà Sony A73 còn sở hữu hai khe thẻ nhớ để chúng ta có thể tùy chọn setup các khe thẻ. Không chỉ một mà Sony A73 có đến tận hai thẻ khẻ SD là ưu thế để có thể thoải mái hơn trong việc setup các thẻ, trong việc tùy chọn quay hoặc chụp. Thường thì một khe thẻ mình sẽ lưu ảnh RAW và một khe thẻ mình sẽ lưu ảnh JPEG và video. Nhanh và chính xác là cách mà team Sony chúng tôi lấy nét. Với hệ thống lấy nét có 693 điểm lấy nét. Trong cả việc chụp và quay, A73 cho một tốc độ lấy và bám nét vô cùng ấn tượng theo khuôn mặt và mắt của chủ thể. Thế nên việc chụp hay quay với Sony A73 khá là nhàn. Với chức năng chống rung 50 steady shot với các anh em mới tập chụp ảnh thì chức năng này sẽ giúp giảm việc ảnh bị mờ nhòe khi chụp với tốc độ thấp. Hay là tôi khi quay phim hay quay phim bằng handheld thì cũng có những khung hình mượt mà hơn. Các bạn có thể đều biết là chụp ảnh chúng ta có hai định dạng chính là RAW và JPEG. Nhưng với định dạng RAW trên A73 chúng ta sẽ có hai lựa chọn là Compress và Uncompress. Uncompress là chất lượng ảnh RAW tốt hơn khi được lưu nhiều thông tin hơn. Do đó khi hậu kỳ bạn có thể can thiệp sâu hơn và sáng tạo nhiều hơn. AVC HD, XAVC SHD, XAVC S4K sẽ là những chất lượng mà chúng ta thể quay trên chiếc Sony A73 này. Nhưng mà nói dài dòng thì thôi, nó sẽ là chất lượng được xếp từ thấp đến cao. Là khi quay 4K ở 24 và 34 FPS, nhưng mà sẽ hơi crop một chút. Còn với XAVC SHD, chúng ta thể quay lên đến 120 FPS thì có thể slow motion siêu mượt mà. Nhưng mà thường thì mình chỉ quay ở 60 FPS đã là đủ dùng rồi. Các định dạng quay trên Sony A73 thì khá là nổi tiếng với những cái tên như là S-Log hay là HLG hay là Still. Nhưng mà những cái định dạng này có tác dụng gì nhở? Như kiểu S-Log hay HLG chẳng hạn thì nó sẽ cho chúng ta sử dụng được hết công suất của chiếc sensor, cũng như là chúng ta sẽ có một cái dynamic range cao hơn. Và một cái dynamic range cao hơn, rộng hơn thì có tác dụng gì? Thì chúng ta có thể là cứu những vùng sáng bị cháy sáng để giữ lại những chi tiết chẳng hạn. Và cái định dạng quay mình hay sử dụng nhất đó chính là định dạng quay HLG3, vì nó không quá khó sử dụng như là S-Log 3 và cho mình một cái chất lượng mà mình thấy là mình có thể đủ dùng rồi. Mặc dù là chiếc Sony A73 này nó là con cưng của mình đấy, nhưng mà chê thì vẫn phải chê các bạn nhé. Nhỏ gọn thì nhỏ gọn thật đấy, nhưng mà nhỏ gọn cũng có đi một số cái bất lợi là mình thấy hơi thiếu một chút ở phần báng cầm. Nó vẫn chưa đủ dài và tay mình khi cầm vẫn bị thừa ra một phần ở ngón út. Màn hình của Sony A73 thì có chức năng cảm ứng, nhưng mà nó chỉ dừng ở việc là các bạn có thể chọn vùng lấy nét và chưa làm thêm được công năng gì khác. Nếu phần cảm ứng này được thêm nhiều chức năng hơn nữa thì nó sẽ tối ưu được tốt hơn nhiều. Menu của A73 trong quá trình đầu sử dụng khá là khó, nhưng mà sau một quá trình sử dụng thì mình có thể làm quen và biết được những phần nào mình cần. Và đúng là chiếc A73 có màn hình xoay lật thật, nhưng mình ước là chiếc màn hình này có thể xoay lật thêm nhiều góc hơn thì nó thật là tuyệt vời. Và một điểm mình thấy là cực kỳ không ưng ý nhất trên chiếc A73 này đó là phần màn hình. Phần màn hình của chiếc A73 này thì có màu cực kỳ xấu, và mình đã phải nhờ căn chỉnh lại cái màn hình này một chút, nhưng mà không đáng kể là bao. Và cả vấn đề trên cũng như vấn đề này đều đã được nhà sản xuất sửa chữa ở chiếc A74 và mình chưa có tiền mua. A73 từ trước đến nay vẫn là một sản phẩm ước mơ của mình, và trong năm 2023 mình không hề hận khi mua chiếc A73 này. Và nếu mà trong tầm giá của một chiếc A73 cũng rất khó có sản phẩm nào có thể cân bằng giữa cả việc quay và chụp. Vậy ý kiến các bạn như nào? Các bạn có thích chiếc A73 như mình không? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Và hãy nhớ like, share, subscribe để đón chờ những nội dung mới đến từ Tokyo Camera nhé.